Mang bề tên ở đây. Vâng, thưa sếp. Chuyện đó có phải cậu làm không? Xin lỗi sếp. Tôi hỏi cậu một lần nữa, có phải cậu làm không? Xin lỗi sếp. Sự việc diễn ra vào một đêm giao thừa. Năm mới vui vẻ ạ. Năm mới vui vẻ. Nhìn xem bằng gì, tập trước đi. Chơi tiếp đi. 5, 10, 15. Điền hay sao vậy? Điền hay sao? Xếp Long, đêm sao thời nẻ bạc vậy? Xem sẽ muốn uống cái gì? Là cậu làm đúng không? Liên quan gì đến tôi? Danh sách tôi cần đâu? Là ý gì? Tôi không biết. Đừng có giở trò với tôi. Sếp à, không biết không có tội. Nói cậu biết, lần này cậu không hợp tác, sau này đừng mong tôi giúp cậu. Lực bất tòng tâm. Đừng để tôi nắm được thóp. Năm mới vui vẻ. Đi thong thả. Đi thong thả. Ra đây. Ra đây. Chuyện gì chứ? Đau quá. Đau lắm đấy. Chuyện gì? Là tôi hỏi cô mới đúng. Em chơi với bạn em, có vấn đề gì chứ? Bạn. Bên này là bạn. Bên kia cũng là bạn. Đừng có như vậy mà. Liên quan gì đến mày? Ngồi xuống. Theo tôi ra đây. Nhanh lên. Anh bị điên à? Ra đây, nhanh lên. Ra đây. Là bạn thôi sao? Bạn thôi sao? Làm cái gì vậy? Mày là ai? Đại ca, tên này là cảnh sát. Cảnh sát thì giỏi lắm sao? Dám gây sự ở địa bàn của tao. Bỏ đi. Có tin tao bắt hết tụi mày không? Hả? Cấp trên của mày tao còn không sợ. Uống say rồi ở đây gây sự. Cút. Cút đi. Chẳng qua bọn mày đông người thôi. Có giỏi thì tay đôi. Đi thôi. Đến đây. Còn muốn gây sự nữa không? Xảy ra chuyện gì vậy? Chào sếp, tôi là quản lý quán bar. Tên này uống say rồi gây sự, tôi duy trì trật tự thôi. Sếp, là đồng nghiệp. Bắt tôi đi, tôi đánh cảnh sát đấy.
Ai mà biết anh là cảnh sát đâu? Thì đấy, ai mà biết? Trên mặt có viết chữ à? Có chuyện gì? Thưa sếp, tấn công cảnh sát. Bắt tất cả lại. Rõ, sếp. Tiện lên đây là được rồi. Giúp anh chăm sóc cho bà ngoại. Vâng. Sao vậy? 3 tháng thôi mà. Chỉ là trại cải tạo thôi. Sẽ ra ngoài nhanh lắm. Anh Phạm, hay là anh tìm một công việc đi. Chúng ta cùng nhau cố gắng, lại có thể chăm sóc bà ngoại. 13 tuổi anh đã ra ngoài lăn lộn, anh còn có thể làm gì khác? Bổn tòa tuyên án bị cáo Lương Dịch Phàm tội danh tấn công cảnh sát thành lập, bị phạt giam giữ 2 tháng ở trại cải tạo, chuyển đến trại giam Bích Ốc để cho tự làm. Lập tức chấp hành. Hai con ở trên trời có linh thiêng. Phải bảo vệ thằng Phạm được bình an. Này, làm gì đấy? Xem chút không được sao? Người mới à? Liên quan gì đến mày? 36231, lại gây sự à? Bị thần kinh thì qua bên này ngủ. Mày chết chắc rồi, đừng cãi nữa, qua đây. Ba sáu ba một hai một chuyển trại. Không sao đâu. Cái gì thế này? 363121. Cảm ơn sếp. Chữ dịch viết sai rồi. Xin lỗi sếp. Lá tên đó ra tay trước. Lá tên đó ra tay trước. Làm gì vậy? Để đó ra tay trước. Được. Đánh đi. Có gan thì đánh tay đôi. Được rồi. Để tôi. Tôi làm cho. Cậu chính là Lương Dịch Phàm. Có nghe người bên ngoài đang hô cái gì không? Xin lỗi sếp. Xin lỗi sếp. Hiểu chưa? Phải biết luật ở chỗ này. Giáo quan ở đây chính là luật. Cậu nhớ kỹ. Không ai bảo cậu vào đây. Là bản thân cậu muốn. Ở bên ngoài có ai cỡ nào cũng vô dụng. Nơi này có luật của nơi này. Sao này thông minh một chút. Siêu. Đưa cậu ta đi.
Cảm ơn sáng sếp. Chào buổi sáng sếp. Lại đây. Không có cảm giác gì à? Trên mặt cậu có còn muỗi kìa. Giờ số 1. Vâng thưa sếp. Giúp người mới đi. Vâng thưa sếp. Cảm ơn sếp. Có biết lịch sự không vậy? Vào đây thì phải học luật ở đây. Bạn học biết được thuyết minh độc quyền bởi TV hay chỉ thấy trên mặt đối phương có muỗi sao? Phải làm thế nào? Có phải đánh mạnh như vậy không? Đập mũi chứ không phải đánh người. Không được tức giận trong lòng. Mấy người còn lại qua đây. Vâng, thưa sếp. Chỉ bạn mới đập mũi thế nào đi. Cảm ơn sếp. Cảm ơn cậu. Cảm ơn sếp. Cảm ơn cậu. Cảm ơn sếp. Cảm ơn cậu. Đã học được chưa? Người ta phục vụ cho mình thì nên nói gì? Cảm ơn cậu, không nghe thấy. Cảm ơn cậu, có tính lịch. Cảm ơn cậu. Sau này các cậu phải đặc biệt để ý đến mặt học viên này. Rõ thưa sếp. Tiếp tục phủ đệ. Rõ thưa sếp. Không đều, đánh tay cho thẳng vào. Mắt nhìn phía trước. Đừng có thần người ra. Tập trung cho tôi. Chào buổi sáng, sếp. Chỉ có một người chào, còn lại cầm hết rồi à? Xin lỗi sếp. Sa bì, sao mày đó đã quay lại nhanh như vậy? Xin lỗi sếp. Chắc chắn là rất nhớ tôi rồi. Xin lỗi sếp. Người cũ làm đội trưởng đi. Rõ, cảm ơn sếp. Người mới. Có thưa sếp. Người đủ tuổi ở buồng xanh tăng thời hạn thi hành, chứ đủ tuổi cũng phải vào đây. Mà họ tăng một tuần, các cậu tăng một tháng. Người sớm ra khỏi đây thì biểu hiện cho tốt vào. Phỏng vấn, lên lớp. Rõ thưa sếp. Học viên, hai mắt cậu vô thần, giống như chúng ta vậy. Xem như cậu may mắn gặp được tôi. Tôi từng theo sư phụ Mao Sơn học thuật trừ tà. Ngồi cúi xuống, cúi xuống. Đó, đỡ hơn chưa? Mặt mày rạng rỡ. Không được oán giận. Có đỡ hơn chút nào không? Thấy nhân phẩm của cậu cũng khá, cho nên lần này miễn phí. Lần sau thu phí đấy, biết chưa? Có tức giận không? Đến phố này. Hỏi may đấy. Rõ thưa sếp. Sabi, 20 vòng. Rõ thưa sếp. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bà xã, em tìm anh à? Tới về mua giúp em một hộp sữa bò. Xin lỗi, tôi nói với em nhà của Sâm có chuyện. Hôm nay anh phải làm thế, cho nên không về nhà được. Nhưng đồ ăn sắp nấu xong rồi. Anh phải làm việc mà. Alo, bà xã. Alo, công việc quan trọng. Vậy khi nào anh về? Chắc là thứ năm. Trời trở lạnh rồi. Anh nhớ phải mặc thêm áo ấm. Em cũng vậy. Nhớ mặc thêm nhiều áo vào. Còn nữa, anh hứa với em, thứ năm này chúng ta cùng ăn cơm nhé. Vâng. Tạm biệt.
Nghiêm, rõ hơn sếp. Chào buổi chiều, sếp. Tôi là DC 332343 Thái Minh Giật. Chúng tôi xin phép được vào nhà ăn. Chào buổi chiều, sếp. Tỏ tiếng vậy, muốn dọa tôi sao? Xin lỗi, sếp. Đã năm ba rồi, biểu hiện vẫn tệ như vậy. Không muốn rời khỏi đây à? Xin lỗi, sếp. Bỏ tay xuống. Cảm ơn, sếp. Đi nhận cơm đi. Cảm ơn, sếp. Bắt đầu đi, đi. Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu. 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 Tất cả ngồi xuống. Đối diện, thẳng hàng. Đứng dậy. Xin lỗi sếp. Không thẳng hàng, không được ăn cơm. Xin lỗi sếp. Tất cả ngồi xuống. Đối diện, thẳng hàng. Lão quỷ, giao cho anh. Vâng, thưa sếp. Dưa, nước thịt, thịt, cơm, trứng. Cảm ơn sếp. Ăn cơm. Vâng, thưa sếp. Cảm ơn sếp. Bốn, ba, hai, một, ngừng. Làm cái gì vậy? Bộ ở nhà hưởng thụ sao? Doanh người. Rõ thưa sếp. Ra ngoài. Rõ thưa sếp. Kiểm tra cơ thể. Nhanh lên. Rõ thưa sếp. Bắt đầu. Sếp ngủ ngon. 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 Cảm ơn sếp. Mời cậu vào. Cảm ơn sếp. Nhanh lên. Xin lỗi sếp. Tinh. Tôi tên A Tinh. Bao lâu chưa? Hơn một tuần rồi. Hơn một tuần đều là như thế này à? Hình như ở đây là như vậy. Vớ vẩn. Chỉ cần chúng ta đồng lòng thì không sợ bị đánh. Mấy tên đó chẳng qua chỉ là mấy ông già sắp xuống lỗ. Chắc chắn là mình đánh lại họ. Nhỏ tiếng thôi. Cậu đừng có nằm mơ. Có người từng thử rồi. Kết quả là bị đánh chết đi sống lại. May là cậu nói với tôi. Nếu là người khác thì đã bị mách lẻo rồi. Cậu không mách lẻo sao? Trước khi cậu vào, có người bảo tôi phải quan tâm cậu. Đừng nghĩ nhiều. Mấy tháng sẽ qua nhanh thôi. Thật ra cậu rất may mắn. Vừa đến thì đã gặp sếp Hào. Anh ấy là giáo quan tốt duy nhất ở đây. Còn lại đều không có tính người. Đặc biệt là sếp Trần và lão quỷ.
một tên biến thái, một tên bạo lực. Không ai dám đến gần. Đừng có nghĩ nhiều nữa. Sau này từ từ thích ứng. Ngày 8 tháng 1 năm 2016, phạm tội trộm cướp. Ngày 7 tháng 3 năm 2016, bị tòa án quan đường xử phạt cải tạo lao động. Chào buổi sáng, sếp. Cảm ơn sếp. Được rồi. Vâng, thưa sếp. Cảm ơn sếp. Chào buổi sáng sếp, cảm ơn sếp. Báo. Tôi là DC 363114, Triệu Giật Tình, Tổ Bính. Ngày 5 tháng 1 năm 2016, phạm tội trộm cướp. Ngày 2 tháng 3 năm 2016, bị tòa án Đông Hải xử phạt cải tạo lao động. Được rồi. Vâng, thưa sếp, cảm ơn sếp. Chào buổi sáng sếp. Báo. Tôi là DC 33-3168, Trương Xuân Huy, Tổ Bính. Ngày 13 tháng 12 năm 2015, phạm tội gây thương tích cho người khác. Ngày 10 tháng 3 năm 2016, bị tòa án quan đường xử phạt cải tạo lao động. Ngày mà cũng không nhớ nữa à? Xin lỗi sếp. Ngày mai phải trôi chảy. Vâng, thưa sếp. Xin lỗi sếp. Được rồi. Chào buổi sáng sếp. Báo. Báo cáo sếp. Tôi là DC 363075 Bào Hạo Long, Tổ Bính. Ngày 4 tháng 12 năm 2015, phạm tội khiêu dâm. Ngày 28 tháng 2 năm 2016, bị tòa án sa đường xử phạt cải tạo lao động. Được rồi. Vâng, thưa sếp. Cảm ơn sếp. Có việc mới này không muốn báo cáo. Xin lỗi sếp. Tất cả chống đẩy. Cho đến khi học viên mới này báo cáo, xong rồi. Rõ thưa sếp, cảm ơn cậu. Tất cả bước lên phía trước một bước. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Báo cáo sếp, ngừng. Vâng thưa sếp, cảm ơn sếp. Báo. Tôi là DC 363121. Nhìn tôi, báo lại. Nhìn tôi. Tôi là DC 363121, Lương Dịch Phạm. Ngày 1 tháng 1 năm 2016, phạm tội tấn công cảnh sát, bị tòa án Tây Cửu Long xử phạt cải tạo lao động. Tôi biết mình phải cải tạo sao? Biết là vì mình phạm tội nên mới phải vào đây sao? Một mình cậu liên lụy tất cả mọi người. Xin lỗi sếp. Không báo cáo chứ gì. Tất cả ra sân tập. Rõ thưa sếp. Mấy học viên nói với nhau. Cậu là giáo quan tốt. Cấp trên biết chắc chắn sẽ không vui. Có cần tôi ra tay không? Không cần đâu. Tôi sẽ tự xử lý. Hôm nay không có ăn cơm mà. Chạy gì mà chậm vậy? Xin lỗi sếp. Báo cáo sếp, tôi mới đi nhà tiêu. Nhà tiêu là gì? Tôi không hiểu. Cậu không có văn hóa à? Nhà vệ sinh, thưa sếp. Nói lại lần nữa. Báo cáo sếp, tôi mới đi nhà vệ sinh. Mới đi lắm sao? Lão quỷ, để cậu hào. Mới đi nhà vệ sinh sao? Vâng thưa sếp. Đi nhanh về nhanh. Quay lại tập nhiều hơn, có biết không? Dạ thưa sếp, cảm ơn sếp. Đưa đi. Nhanh lên, phiền phức thật. Tiếp tục tập luyện. Rõ, sếp. Chào buổi sáng, sếp. Ngồi đi. Cảm ơn sếp. Mấy ngày nghỉ phép có kế hoạch gì không? Ở nhà với vợ, nghỉ ngơi vài hôm. Chỉ có hai vợ chồng sẽ rất chán. Mau sinh một đứa con đi. Ở nhà có trẻ con sẽ khác ngay. Chưa có dự định. Công việc ở đây lại rất bận rộn. Không thể nói như vậy. Nơi này cũng không còn hy vọng gì. Cũng chưa chắc. Chỉ cần cho họ cơ hội và chỉ dạy cho họ tốt, họ vẫn còn có hy vọng. Ở lâu dài rồi cậu sẽ hiểu thôi.
Bọn họ căn bản không thể bắt đầu lại, cuối cùng lại phạm tội thôi. Đúng là rất khó, cần có thời gian, nhưng không phải là không có hy vọng. Thảo, nơi này là trại cải tạo, không phải trường học. Các học viên đều gọi cậu là giáo quan tốt, người cậu tốt bụng. Bọn họ vốn không hề sợ cậu. Cải tạo cũng là giáo dục, soi vọt chưa chắc đã có kết quả. Các đồng nghiệp nói cậu cố chấp, cậu nên nói chuyện nhiều với họ. Kinh nghiệm của cậu còn ít. Anh Trần và lão quỷ có nhiều kinh nghiệm, cậu nên học hỏi họ. Vâng thưa sếp. Cảm ơn sếp. Công việc hàng ngày của chúng ta tương đối dày đặc. Buổi sáng phải thức dậy lúc 4:30 đến 7 giờ tối. Khi đã hoàn thành công việc trong ngày mới được trở về buồng giam. Tất cả yên lặng. Rõ sếp. Đứng dậy. Tôi đọc lại một lần. Cuộc sống. Tôi đọc nữa. Xin lỗi sếp. Ăn nói cũng không lưu loát, không lo học hành là đi làm lưu manh. Ra ngoài. Quỳ xuống. Bảo có quỳ xuống. Ở bên ngoài oai lắm chứ gì. Bò. Bò ra ngoài. Bò đi. Đứng dậy. Tất cả đứng dậy. Rõ thưa sếp. Giúp cậu ta. Bò đi. Rõ thưa sếp. Đập tắt nhanh lên. Bỏ đi. Giúp cậu ta. Rõ sếp. Tao thích nhất là xử những thằng như mày. Tao sẽ hành mày đến chết. Ở bên ngoài thì làm đại ca, ở trong này thì làm chó. Chăm sóc mày, tao nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mày. Tao sẽ bảo giáo quan chơi mày. Xem bộ dạng tên kênh đó của mày tức cười như thế nào. Mày chết chắc rồi. Này, Phạm, cậu sao vậy? Cố lên, ngủ sớm đi. Về rồi à? Để anh tắm đã. Ngủ đi, đừng xem nữa.
Chúng ta còn trẻ, vẫn còn cơ hội. Hết rồi. Bác sĩ nói em không thể sinh con nữa. Đừng nản lòng. Có anh ở bên em. Có anh ở bên em. Tối nào cũng chỉ có một mình em. Anh phải đi làm mà. Vậy còn em? Chào buổi sáng, sếp 1. Chào buổi sáng, thưa sếp 2. Chào buổi sáng, sếp. Chào buổi sáng, sếp. Chào buổi sáng, sếp 5. Chào buổi sáng, sếp 6. Chào buổi sáng, sếp. Cảm ơn sếp. Mặc quần áo. Rõ, thưa sếp. Động tác nhanh lên. Xin lỗi sếp. Tâm trạng của tôi hôm nay vô cùng kém. Chó xa bỉ. Vâng, thưa sếp. Tinh yếu ớt. Vâng, thưa sếp. Cảm ơn sếp. Về vị trí cũ. Rõ sếp. Cảm ơn sếp. Mặt mày vậy là sao? Có gì bất mãn à? Ra ngoài. Đó là cái gì vậy? Xin lỗi sếp. Giơ tay lên. Tôi tặng cậu một món ăn. Hôm nay trời lạnh, ăn đá bào là sướng nhất. Cải canh xào. Thêm một cái cánh gà nữa. Hôm nay thời tiết rất xấu. Bên ngoài cũng như vậy sao? Thời tiết ở Hồng Kông vẫn luôn như vậy. Trước đây không giống. Có gì không giống? Trước đây trời xanh hơn. Lâu lắm rồi không được thấy bầu trời xanh. Thật ra cô tìm tôi làm gì? Tôi nhận được bệnh án tinh thần của anh nên mới nói chuyện với anh. Cô có thể giúp tôi rời khỏi đây không? Nếu tinh thần hay sức khỏe của anh cần, tôi có thể sắp xếp cho anh nhập viện nghỉ ngơi. Nhưng thời hạn thi hành án sẽ kéo dài. Anh có muốn không? Hoặc là tôi có thể chỉ cho anh cách khống chế cảm xúc, cố gắng biểu hiện tốt ở đây, sẽ có thể được giảm án. Tôi đã ăn gì? Anh cũng ngứa tay à? Hoặc là tôi có thể chỉ cho anh cách khống chế cảm xúc, cố gắng biểu hiện tốt ở đây, sẽ có thể được giảm án. Tôi đã ăn gì? Nếu có khiếu nại gì, bên ngoài có đơn, anh điền vào rồi đưa cho tôi. Thấy cậu luôn biểu hiện kém, dạy cho cậu một bài học đặc biệt. Cảm ơn sếp. Xoay người. Bắt đầu đi. Trái. 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 Phải. Trái. Vậy là sạch rồi sao? Vẫn còn bẩn kìa. Xin lỗi sếp. Chùi nhà vệ sinh không phải như vậy. Phải dùng ngón tay mà chùi. Chùi.
Bổ sung cua xuống, nhìn cho rõ vào. Bây giờ sạch hơn nhiều rồi. Nhưng người cậu lại bẩn. Lấy tay cậu chà răng đi. Nhìn xem, bây giờ sạch rồi. Sau này cho mày lãnh đủ. Nhớ kỹ những gì tôi dạy. Trừ nhà vệ sinh phải dùng ngón tay. Cảm ơn sếp. Lão quỷ, anh uống cà phê không? Chủ nhật cậu phải đến đấy. Đưa vợ cậu theo nữa. Đông người mới vui. Được. Không được ăn vụng. Em lại đánh nhau nữa à? Anh Lão Quyền đã hứa gì với em sao? Trời ạ! Đứng dậy! Tất cả đứng dậy! Tất cả đứng dậy! Đỡ cậu ta! Bố lên đi! Nhanh lên! Cậu ta sắp không ổn rồi! Đưa cậu ta sang ngoài! Nhanh lên! Đưa cậu đứng đi! Ngủ đi! Nhanh lên! Nhanh lên! Quay vào đi! Quay vào! Này! Lương Dịch Phạm! Lương Dịch Phạm! Cậu có tin là có hồn ma không? Tôi nghe nói nếu chết ở đây thì hồn vĩnh viễn sẽ ở đây. Vì sao chứ? Bởi vì đó là báo ứng của cậu. Cậu làm nhiều chuyện xấu như vậy, không nên có báo ứng sao? Không nên có báo ứng sao? Bên ngoài cậu nợ bao nhiêu người? Bản thân cậu biết rất rõ. Và đến xem như là trả nợ đi. Sếp, đưa cậu ta đến bệnh viện. Rõ thưa sếp. Một con sáu. Một con sáu. Đi. Thao, qua đây chơi đi. Mọi người chơi đi. Sao, có đi không? Bài của anh là to nhất rồi.
Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu. Ba sáu ba một hai một ve buồng. Rõ, sếp. Lại là treo cổ à? Chuyện của hai hôm trước. Tan ca rồi làm gì? Lưu Dịch Phàm, không phải cậu nói sẽ dạy dỗ lại tôi sao? Ăn no thì mới có sức. Báo cáo sếp đã phát xong. Trời lạnh thích hợp ăn thịt nướng nhất. Này, cho tôi một cái. Tự anh không biết làm sao. Con chửi nướng khét đấy. Con đừng có chạy nữa. Mẹ bảo con đừng chạy lung tung. Phải đánh đòn con thì mới nghe lời đúng không? Chuyện nhỏ mà, đừng có hễ chút là đánh đòn. Con trai anh không nghe lời, anh còn không dạy nó. Để anh. Anh đẹp trai, bị ngã à? Có sao không? Không sao, không sao thì chơi tiếp đi. Hồi bé con trai tôi cũng thích chạy nhảy khắp nơi. Trẻ con hiếu động. Nếu con tới 100 tuổi thì hết 99 là ưu khiến. Con trai tôi ở Anh khiến tôi lo lắng. Nhưng chuyện này cậu không biết được đâu. Nói chuyện gì vậy? Tôi nói hai người kết hôn mấy năm rồi, cũng vẫn cứ thế giới hai người. Cũng đến lúc có con rồi. Chúng tôi chưa có dự định đó. Đừng để muộn quá. Nên xin lúc còn trẻ. Đợi vài năm nữa sợ là cậu sẽ không còn sức chơi với nó đâu. Không đâu, cậu Hào là khỏe nhất. Nhìn cậu làm việc là biết. Thường xuyên làm thế cho đồng nghiệp. Cái gì cũng làm hết sức. Còn trẻ thì nên cố gắng hết mình. Em dâu, Hào là giáo quan xuất sắc nhất ở trại cải tạo đấy. Tôi chỉ làm theo bổn phận thôi. Chỉ dạy họ là trách nhiệm của chúng ta. Tôi biết rồi, phạt và dạy. Lúc thì kết hợp, lúc thì tách ra. Sự phạt và giáo dục không thể tách ra được. Thuyết minh độc quyền bởi TV hay đánh chấm thôi thì vô dụng. Còn họ sẽ không phân biệt được đúng sai. Này, đó không phải là đánh. Là bọn họ phải chấp nhận cải tạo. Bọn họ vừa không có cống hiến, lại đi khắp nơi làm chuyện xấu. Để bọn họ biết làm chuyện xấu sẽ bị trừng phạt là trách nhiệm của chúng ta. Sự phạt là chuyện tất nhiên, nhưng cũng phải giáo dục họ. Như vậy họ mới biết phân biệt được đúng sai, biết thay đổi bản thân. Hào là người bao dung, không giống như mấy ông già các anh. Tôi cho rằng chỉ cần cho họ phương hướng, họ đều có thể sửa đổi được. Lẽ nào họ không có cơ hội sao? Bố mẹ không dạy, thầy cô giáo dạy không tốt, cảnh sát cũng không quản được. Đến trại cải tạo rồi thì cần phải có một cách dạy khác. Dùng cách dạy của chúng ta có rất nhiều cách. Trước đây tôi làm nhân viên xã hội, gặp được rất nhiều người trẻ tuổi như vậy. Bây giờ cũng có gia đình, có công việc đàng hoàng. Tất nhiên là cậu nói như vậy rồi. Năm xưa người cậu dạy tâm đắc nhất cậu đã lấy về rồi. Cậu có nhiều thời gian dạy cô ấy, nhưng trường hợp khác cậu dạy được bao nhiêu? Anh nói lại lần nữa xem. Tan làm không nói chuyện công việc. Siêu, cho thêm than vào đi. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Sao vậy? Không vui thì đừng làm. Lên xe đi. Xin nghỉ phép cùng em sang Canada thăm mẹ đi. Sang như nghỉ ngơi. Em biết công việc của anh nhiều mà. Vậy thì em tự đi. Dù sao em cũng không muốn ở đây. Em cho anh suy nghĩ có được không? Chúng ta về nhà trước đã.
Cậu vẫn ổn chứ? Không sao. 374. Vâng, thưa sếp. Nói. Tôi là DC 358-374, Thái Giai Chu. Chào buổi sáng, sếp. Đi theo tôi. Vâng, thưa sếp. Tôi ta đi đâu vậy? Gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ Lý. Tôi biết à? Vâng, thưa sếp. Báo. Chào buổi sáng, sếp. DC 363121, Lương Dịch Phạm. Cảm ơn sếp. Theo tôi. Vâng, thưa sếp. Tôi tự xem đi. Bà ngoại tôi bị bệnh nặng lắm sao? Tôi biết chuyện của bà ngoại anh. Anh vẫn ổn chứ? Anh có thể nói với tôi. Người nhà anh đâu? Anh sống cùng ai? Bà ngoại. Từ bé, tôi đã không còn bố mẹ. Họ ly hôn. Tai nạn giao thông. Quan hệ của anh với bà ngoại thế nào? Bà một mình nuôi tôi khôn lớn. Tôi không còn người thân nào khác. Tôi mới đi thăm bà. Anh biết là không thể được. Khẩn cầu của anh, tôi có thể nói với Sở Phúc Lợi để họ quyết định. Tôi nghĩ tốt nhất anh nên duy trì biểu hiện tốt. Sở Phúc Lợi thấy anh đã bị xử phạt, đồng thời có ý sửa đổi, nói không chừng anh sẽ được ra sớm. Cháu là người tốt thì cảnh sát lại ra tay với cháu. Cháu đánh cảnh sát là không đúng. Bà không nói chuyện với cháu nữa. Cháu tự sinh tự diệt đi. Bà từ bỏ cháu rồi. Bà sẽ từ mặt cháu. Cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu. Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu. Báo cáo sếp đã xong. Nói. Sếp Hào. Anh có thể giúp tôi không? Tiếp tục làm việc đi. Vâng, thưa sếp. Sa bì. Trước đây đã từng gây sự với cậu. Đừng đè bụng tôi. Bà ngoại tôi xảy ra chuyện. Tôi muốn được ra ngoài sớm. Có cách nào không? Chuyện cũ đã qua. Nếu cậu muốn được ra ngoài sớm, thì bất cứ lúc nào cũng phải giơ tay nhanh nhất, biểu hiện tốt trước mặt giáo quan, trực nhiều, làm giáo quan vui. Hiểu rồi. Ngủ đi. Anh chính là sếp Từ. Gọi tôi là Hào.
Không ngại tôi ngồi xuống chứ? Anh ngồi đi. Cảm ơn. Anh Hào. Sếp Hào. Gần đây anh Phạm vẫn tốt chứ? Cậu ấy biết chuyện của bà ngoại rồi. Cậu ấy rất lo lắng. Anh ấy có gây sự không? Không có. Cậu ấy biểu hiện rất tốt. Rất nhớ mọi người. Khi nào anh ấy được thả ra? 2-3 tháng sau. Đừng lo lắng. Cậu ấy biểu hiện rất tốt. Sẽ nhanh chóng được ra ngoài thôi. Chỉ sợ bà ngoại không đợi được. Đây là bùa bình an bà ngoại cho anh Phạm. Hãy bảo anh ấy sớm ra ngoài. Được. Tôi sẽ đưa cho cậu ấy. Lương Dịch Phạm. Vâng sếp. Qua đây. Vâng thưa sếp. Cảm ơn sếp. Nếu cậu còn muốn gặp lại bà ngoại thì bản thân cậu phải làm cho tốt. Nhanh chóng rời khỏi đây. Cảm ơn sếp. Làm tốt một chút. Vâng, sếp. Tiếp tục. Cậu nói xem có đúng không? Đúng cái gì? Tôi đã nói rồi mà. Thật ra cậu đã phạm tội gì vậy? Không thể so với cậu được. Một chuyện ngu ngốc. Tôi trộm đồ với bạn gái.
Trộm cái gì? Trộm son môi. Làm cái gì thế? Trả đây, trả đây. Sao lại lấy thư của người khác? Và một trị giá bao nhiêu tiền? Vấn đề không phải là tiền. Tên khốn này, cậu xem bạn gái tôi gửi thư đến này. Sao này rảnh rỗi chúng ta gặp mặt? Có chuyện à? Lần này là tôi cố ý quay trở lại. Nếu có mặt giáo quan thì tránh xa tôi ra. Đừng để họ biết chúng ta thân với nhau. Nghe không? Tại sao anh muốn quay trở lại? Một người bạn của tôi đã tự sát ở đây. Cậu ấy có để lại một bức di thư. Không nói nữa. Không muốn liên lụy đến các cậu. Ngủ thôi. Này, Thao à, chỗ tôi giới thiệu có được không? Đã đi chưa vậy? Vẫn chưa, nhưng đã đạt rồi. Bạn tôi ai thử cũng đều khen. Vợ anh chắc chắn sẽ rất thích. Tôi đã xin nghỉ phép, định cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Ngưỡng mộ quá. Báo cáo sếp. Báo cáo. Xin phép đi vệ sinh. Đi nhanh về nhanh. Vâng, cảm ơn sếp. Cởi hết đồ ra. Muốn tôi làm à? Xin lỗi sếp. Thực ra giáo quan chúng tôi đều rất quan tâm đến cậu. Biết sức khỏe cậu không tốt. Hiện tại chắc vẫn chưa hồi phục, nên có lòng mang cho cậu một ít thuốc thoa. Đưa ta đây. Cảm ơn sếp. Báo cáo sếp, Triệu Sở Tình lên cơn động kinh. Bản thân cậu ta cũng không có yêu cầu. Cậu xem vào việc người khác làm gì. Ngủ đi. Xin lỗi sếp. Báo cáo sếp, tôi thấy Triệu Sở Tình sắp không chịu được nổi nữa. Thợ cấy không qua được hôm nay. Bỏ tay xuống lên giường ngủ. Xin lỗi sếp, có muốn tôi cho đánh giá kém cho bản báo cáo của cậu không? Xin lỗi sếp. Sếp sao thế? Quỷ nhập vào người. Không giống. Là thật mà sếp. Lập tức đưa cậu ta ra ngoài. Vâng thưa sếp. Hồn kiếp. Thật biết chọn lúc. Gây thêm phiền phức cho mình đây mà. Hôm nay một đồng nghiệp đưa cho tôi cái này. Bức thư này cùng với những văn kiện khác được gửi đến các bộ phận khác nhau. Giáo quan của bộ phận nào sau khi phát hiện thấy thì đem trả lại. Có biết được nội dung của bức thư không? Có đoán được không? Có người nào còn nhớ Ngô Tuấn Phát không? Không ấn tượng sao? Nội dung bức thư liên quan đến cuộc sống của cậu ta ở đây. Vì sao không vui? Vì sao tự sát? Trong thư có đề cập đến tên của ba giáo quan. Tôi rất tò mò tại sao bức thư này lại xuất hiện vào ngày hôm nay. Tôi không biết người nào làm. Đó cũng không phải là trọng điểm. Tôi chỉ muốn khẳng định một việc. Đó là đừng có để xảy ra lần nữa. Rõ thưa sếp. Thảo, vậy làm việc trước đi. Ông xã, em tan ca rồi. Buổi tối mua đồ ăn ở ngoài. Còn anh ăn cơm chưa? Em mới nuôi một con mèo.
Anh nói xem có được không? Anh yên tâm. Em sẽ tiếp thu buổi huấn luyện nuôi chó lần trước. Lần này em sẽ kiên nhẫn. Nghe nói nuôi mèo rất đơn giản. Anh về rồi chúng ta sẽ từ từ bàn bạc thêm. Xe mã. Đã làm rồi. Không cần chào. Chừng 2 năm nữa gặp nhau ở ngoài thì tôi sẽ phải chào cậu thôi. Đừng đùa tôi còn rất nhiều thứ phải học. Chuyện hôm đó đừng để trong lòng. Bọn họ xấu tính vậy đấy. Tôi hiểu. Chẳng qua là trao đổi giữa đồng nghiệp với nhau. Qua một thời gian nữa thì Thuyên chuyển công tác đi. Cậu ở đây lãng phí lắm. Tôi là người đợi về hưu. Nhưng cậu không giống vậy. Tôi rất coi trọng cậu đấy. Cảm ơn sếp. Ngừng ăn. Đứng lên. Chào sếp. Nhân số phòng ăn 30 người. Một người có bệnh tâm thần đã ghi chép lại. Báo cáo hết. Cảm ơn sếp. Hôm nay giám sát tới tuần tra. Có khiếu nại thì mời giơ tay. Cha buổi chiều sếp. Hôm nay giám sát Trần Chí là đích thân tới trại cải tạo lao động. Mục đích là đến thăm mọi người, hỏi thăm tình hình sinh hoạt của mọi người. Chào mọi người, tôi là Trần Chí Lạc. Tôi muốn biết mọi người có thích ứng với cuộc sống nơi này hay không. Cậu thì sao, có quen không? Chào sếp, vì muốn sửa sai làm lại cuộc đời cho nên không cực khổ. Cậu phải nhớ, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Vâng thưa sếp. Cậu cảm thấy thế nào? Chào sếp, tôi cảm thấy rất tốt. Có gì tốt? Giáo quan khiến tôi nhận rõ được về sai lầm của chính mình và gánh vác hậu quả. Điều này thật sự rất tốt. Nhưng chỗ nào còn thiếu sót? Có thỉnh cầu đặc biệt gì không? Như vấn đề ăn uống. Hoặc khiếu nại những vấn đề khác, cậu có thể nói cho tôi biết. Không có khiếu nại, tôi cảm thấy rất hài lòng. Người đã phạm sai lầm không nên yêu cầu quá nhiều. Tôi muốn sửa sai làm lại cuộc đời, làm một con người mới. Sai lầm không quan trọng. Quan trọng là biết sai, có thể sửa. Hãy nhớ vì mình phạm sai lầm nên phải gánh vác trách nhiệm. Tôi cũng hy vọng được nhìn thấy con người mới của mọi người. Vâng, cảm ơn sếp. Lời của ngài giám sát mọi người có nghe thấy hay không? Có, thưa sếp. Mọi người phải nhớ cho kỹ. Vâng, sếp. Tôi nghĩ hành trình hôm nay vậy là đủ rồi. Vâng, vất vả rồi, tôi tiễn ngài. Cảm ơn sếp. Tất cả ngồi xuống. Đối diện. Hạng hàng. Tiếp tục ăn cơm. Vâng, thưa sếp. Cậu cho rằng là ai? Nhất định không phải là đồng nghiệp. Trực giác khi đó của tôi là Hào. Bây giờ lại cảm thấy không có khả năng. Cậu ấy không cần dùng mấy cái trò gian trá này. Chắc chắn là bọn này. Cậu biết là ai không? Gần đây ai không chịu an phận? Tên khốn Trần Giật Tình. Tin tôi đi, nhất định là cậu ta khiếu nại. Sếp, mang bản tên ra đây. Vâng thưa sếp. Là cậu mật báo sao?
Xin lỗi sếp. Phát hiện thư ở đâu? Xin lỗi sếp, tôi nghe không hiểu. Cậu không tin tôi. Tôi thật sự không biết gì cả. Tôi hỏi lại lần nữa. Là cậu phải không? Lương, Lương, chúng ta phải buồn. Rõ rồi sếp, đừng có nhìn nữa. Tôi nói chuyện nhỏ thôi, dễ dàng chịu đựng được lắm. Chỉ còn 2 tuần thì có thể gặp cô ấy rồi. Nghĩ thôi cũng đã rất vui. Tôi nói xem đầu tiên nên làm gì với cô ấy đây? Ăn cơm, xem phim, hay là thân mật trước? Không ai có thể lên thiên đàng. Tình, tôi sẽ rửa oan cho cậu. Cơm, nước, rau, thịt, sa bì. Cậu điên rồi. Xin lỗi sếp. Xin lỗi sếp. Cảm ơn sếp. Xin lỗi sếp. Cảm ơn sếp. Xin lỗi sếp. Cảm ơn sếp. Muốn gây sự đúng không? Xin lỗi sếp. Cậu hồi xuân cho cậu. Muốn gây sự đúng không? Muốn gây sự hả? Xin lỗi sếp. 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 Trai, chơi cùng em đi. Tôi là chồng của Thi Mạn. Mất hứng thật. Bà xã, sinh nhật vui vẻ. Cô dĩ muốn cho em một sự bất ngờ. Đừng uống quá say. Gì thế? Đứng lên. Em đã hứa với anh sẽ không được vào ma túy nữa cơ mà. Tất cả mọi người đi đi. Mọi người đi đi. Cậu câm miệng. Các cậu đều câm miệng.
Làm gì đánh người thế? Đừng có cái chuyện. Chết con ta. Cậu muốn thế nào? Muốn thế nào hả? Nghĩ tôi sẽ ăn hiếp đúng không? Tên mày, tên mày. Này, này, dừng tay. Dừng tay lại. Dừng tay. Cẩn thận thì hơn, kẻo cấp trên lại mắng cậu bây giờ. Tự biết thân phận đi. Cậu làm gì thế? Xin lỗi sếp. Tôi không muốn cậu xin lỗi. Tôi hỏi cậu đang làm gì? Chuyện bức thư vừa mới giải quyết xong. Giám sát được kết thúc tuần tra thì lại xảy ra chuyện. Hôm nay cậu lại công khai đánh người. Có phải muốn chống lại tôi hay không? Xin lỗi sếp. Tôi nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Cảm đoán sẽ không xảy ra lần nữa. Nếu mà không kiềm chế được cảm xúc thì sẽ liên lụy đến mọi người. Càng gây thêm phiền phức cho tôi. Sự cố khi đó khó khăn lắm mới em chịu được. Hôm nay cậu lại gặp rắc rối. Cẩn thận không sẽ được trước đâu. Xin lỗi sếp. Tôi sẽ chú ý. Cậu nên nhớ chúng ta là một tập thể. Xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều khó thoát khỏi trách nhiệm. Cậu tự giải quyết cho tốt. Ra ngoài. Vâng thưa sếp. Sao? Sao ở đây một mình buồn bực hút thuốc vậy? Hút cùng đi. Không phải cậu đã cai thuốc rồi sao? Hít thở không khí thôi. Không giống tác phong của cậu. Cậu không cần để ý, chẳng qua là mặt tiền của cấp trên mà thôi. Nhưng cậu ngốc quá. Chọn thời điểm không thích hợp. Lâu cậu nên học hỏi tôi. Lâu lâu xả một chút. Phiền não đều giấu trong lòng sẽ chỉ khổ bản thân. Nếu cậu thật sự nhịn không được, tôi sẽ dạy cậu một chiêu. Làm một vòng đi. Ai sợ ai? Đường đường là đàn ông. Không cần phải xấu hổ. Tôi giúp anh trông đồ. Nào, là đàn ông thì ra đây. Hăng hái một chút. Vâng thưa sếp. Lại muốn tôi đánh giá kém cho bản báo cáo sao? Xin lỗi sếp. Gót chân chạm đất, mắt nhìn phía trước, tay duỗi thẳng. Rõ sếp. Chân phải duỗi thẳng, tay không được nhúc nhích. Rõ sếp. Hai ngày sau tôi ra rồi. Tôi đánh sếp từ trước mặt mọi người. Anh ta nhất định sẽ trả thù. Nó không chừng sẽ tìm cơ hội tăng thời hạn án thi hành của cậu. Phải chuẩn bị tâm lý đấy. Giống như lời A Tinh nói. Không sao, tôi chịu đựng được. Bữa ăn cuối cùng, đừng ăn thức ăn thừa. Ra cổng thì đừng quay đầu lại. Sau khi ra tù tìm tôi. Để cho cậu tìm tôi suối quẩy à? Lương Dịch Phạm. Vâng sếp. Theo tôi ra ngoài. Vâng sếp. Ngày mai sẽ ra tù. Có tính toán gì không? Đi thăm bà ngoại. Bà muốn tôi làm người tốt. Còn nhớ những lời trước đây của tôi không? Nhớ.
Thiếu nợ phải trả. Bây giờ đã trả hết nợ. Quan trọng nhất là sửa sai làm lại cuộc đời, làm lại con người mới. Cậu biết là tốt. Có dự định gì không? Sẽ tiếp tục lăn lộn giang hồ sao? Còn anh sẽ tiếp tục làm giáo quan sao? Sao cậu biết? Tên Trần và lão quỷ thích nhất là nói về anh. Có dự định gì không? Không biết. Cậu có đề xuất gì không? Lăn lộn giang hồ với tôi đi. Thằng nhóc này. Sao thế? Không đã bảo lão quỷ lập tức muốn quay lại à? Đừng có nói móc tôi. Là một người tốt. Vâng, sếp. Chào buổi sáng, sếp. Tôi là DC 363121 Lương Dịch Phạm, Tổ Linh, ngày 1/1/2016, phạm tội tấn công cảnh sát, ngày 12/3/2016, bị tòa án Tây Cửu Long xử phạt cải tạo lao động. Ngồi xuống, cảm ơn sếp. Theo ghi chép, thời hạn thi hành án của cậu là ngắn nhất. Động lực của cậu là gì vậy? Tôi muốn nhanh chóng ra ngoài để đi thăm bà ngoại. Chuyện của Triệu Giật Tinh đã được xác thực là ngoài ý muốn. Sau này có người hỏi đến, phải trả lời đúng sự thật. Vâng, thưa sếp. Có là gì muốn nói trước khi ra trại không? Tôi sẽ nhớ kỹ nơi này. Mãi mãi ghi nhớ. Bà ngoại, ở đây có quen không ạ? Sau này cháu sẽ thường xuyên đến thăm bà. Cháu hứa với bà, sau này cháu sẽ là một người tốt. Không sao. Anh mới suy nghĩ nên làm thế nào với linh vị của bà. Em có chút tiền để dành, có thể giúp được anh. Anh sẽ tự nghĩ cách. Đừng giận. Em giấu anh là vì lo lắng cho anh. Anh hiểu. Đây, đây là tin tức lớn. Gọi gì? Tôi muốn mì ý thịt lợn chiên sốt cà. Cho tôi ly trà sữa uyên ương nóng. Trong 3 tiếng đồng hồ có hơn 300.000 lượt truy cập. Tin tức vạch trần giáo quan trừng phạt. Tổ điều tra đã tiếp nhận sự việc. Chúng tôi sẽ theo trình tự đã định xử lý một cách công bằng, công chính, giá thức ăn. Vừa giờ có nhắc đến giáo quan.
Đại ca. Thằng nhóc này. Trên lần trước em nhắc đến. Anh suy nghĩ thế nào rồi? Không hay đâu. Đừng nói với em là anh sợ đấy. Chỉ làm chút chuyện vặt vãnh là có thể kiếm được hơn 100,000. Tao tìm người khác đi. Đại ca, không có anh thì không có em. Chuyện đánh cảnh sát lần trước, em đã gánh mọi trách nhiệm. Đám anh em đều đang đợi anh. Tiểu Chu, anh luôn là người dẫn dắt chúng ta. Đừng có lôi thôi. Hai ngày nữa hành động. Lần này sẽ kiếm được hơn 100,000. Anh suy nghĩ kỹ đi. Là số lớn. Đúng vậy, quy mô lớn. Đều là anh em của mình. Đã sắp xếp xong cả rồi. Tôi sẽ suy nghĩ. Tôi đi trước đây. Anh Phạm, đã lâu rồi không gặp. Đồ khốn, dám đánh Phạm đi ra đồ ăn. Xin lỗi ngay. Mọi người đều muốn làm người tốt. Buông tha cho cậu ta đi. Này, mày muốn báo thù thì tìm tao. Đừng có liên lụy đến người khác. Sao phải báo thù? Anh đắc tội với tôi sao? Tao nợ mày, tao sẽ trả cho mày. Trả? Anh trả cho tôi thế nào? Anh thực sự quá kích động rồi. Mày muốn thế nào? Đâu có. Cho dù anh chạy đến đâu thì rảnh rỗi tôi sẽ vẫn đến thăm anh. Cảm ơn. Đưa con đi bệnh viện nhé. Chuyện nhỏ thôi. Ngồi xuống trước đi. Xin lỗi anh Bưu. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi. Các giáo quan đều dựa theo những quy định vô lý để làm nhục trại viên, làm tổn hại danh dự của họ. Không giống như những gì phía các giáo quan đã nói là có nhiều nguyên nhân. Tôi cho rằng việc nói ra sự thật là trách nhiệm của tôi. Các giáo quan lạm dụng chức quyền, giải tỏa cảm xúc cá nhân. Tôi biết có rất nhiều người sau khi rời khỏi đều không muốn nhắc lại chuyện cũ. Mục đích là để đạt đến ba phương châm lớn của trại cải tạo lao động. Thời hạn thi hành án ngắn. Trong thời gian ngắn tiếp nhận huấn luyện có tính kỷ luật và tự kiềm chế. Giữ nghiêm kỷ luật, phải nghe theo chỉ thị của các giáo quan, bao gồm sinh hoạt và ăn uống hàng ngày. Kiểm điểm sâu sắc, khiến học viên hiểu rõ hậu quả và tính nghiêm trọng của việc phạm lỗi. Này, làm gì thế? Hôm trước Tam Cầu bị chém, là ai ra tay? Sếp Long à, tôi không biết. Nghe nói là đàn em của cậu. Anh nghe ai nói vậy? Lâu lắm rồi, tôi không có ra giang hồ nữa. Đừng có lừa tôi. Mỗi ngày tôi đều đi làm. Ta làm thì về nhà. Không tin anh có thể hỏi nhân viên phúc lợi của tôi. Không phải đàn em của cậu từng đi tìm cậu sao? Lâu rồi không gặp, trò chuyện với tôi. Nói chuyện. Chuyện gì? Trò chuyện. Anh không tin tôi cũng hết cách. Tôi đã rời khỏi xã đoàn rồi. Cậu là tôi, cậu sẽ tin sao? Cậu mà làm người tốt thì sẽ không có cảnh sát rồi. Anh muốn thế nào? Tôi muốn biết ai đã ra tay. Vậy thì khỏi nói nữa. Tuyệt đối đừng để tôi nắm được thóp của cậu.
Biết chưa? Thiên Thiên, tối nay anh đi uống rượu với đám anh em. Về trễ một chút. Đại ca, anh Phàm tài xuất giang hồ. Giang hồ nhất định sẽ dậy sóng. Chạy đi. Tiêu, lần này phiền phức rồi. Thật đúng lúc. Tôi là Tiểu Chu, chị dâu khỏe không? Đi đâu vậy? Bạn em muốn tụ tập với anh Phạm một chút. Vừa hay đêm nay là giao thừa, đến quán ba uống vài ly. Không phải một đám đàn ông đi tán gái sao? Yên tâm, sẽ không tán gái đâu. Anh đã hứa với em, tới đây cùng nhau nấu cơm mà. Anh lại quên rồi sao? Một chút nữa anh sẽ quay lại. Anh lại muốn lừa em đúng không? Anh bị em bắt tại trận, đừng hòng lừa em. Chẳng qua anh chỉ đi uống với anh em vài ly. Sẽ về, được chưa? Chắc chắn là đi cua gái rồi. Em không cho anh đi. Bà không thì dẫn em theo. Chạy đi. Tiểu Chu, các cậu đi đi. Tôi về với cô ấy. Các cậu chơi vui nhé. Có cần em giúp không? Anh ổn chứ? Em muốn anh xuống bếp thì kiên nhẫn chờ một chút. Bây giờ là ăn khuya luôn đi. Ăn khuya cũng tốt, còn quấy giày anh sẽ không nấu nữa đâu. Được rồi, đếm ngược đi. 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Có thể giúp bao nhiêu thì giúp. Không thì tôi sẽ tự làm. Cậu nghiêm túc à? Phim tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Hào, cậu có suy nghĩ kỹ khi làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Đã không thể quay đầu rồi. Đây chỉ là bắt đầu. Là cậu quay sao? Lẽ ra không được mang điện thoại mà. Tôi dùng mạng để đổi lấy. Vậy nên xin ông giúp tôi. Rất tốt. Cậu làm tốt lắm. Nào, đi thảo luận với tổng biên tập một chút. Thật ra trong lòng bạn hiểu rõ, bị xử đến nơi này, bất luận trong mắt cảnh sát, người nhà hay những người khác, thì bạn đều là đồ bỏ đi.
你都系冇底事，办公晒，根本出晒一次闹钟社会。你死咗喺呢度，根本就唔会有人去同情你。你根本就唔关动定嘅，父母又唔会可以帮到你啲乜嘢。佢唔会可以。佢唔會知道你喺裏面發生過乜嘢事，都冇人會知道你發生過乜嘢事。你講發生過事，都冇人會信你。因為你根本就係一個一堆唔可信嘅人。講出嚟，好似好開心。講出嚟，對佢嚟講，佢係好簡單、好輕鬆。但係其實，但係其實，佢受過3年改造，都已經好巴啦。vô cùng kinh khủng。即係如果你唔係一個，你唔可以承受嘅苦。我建議你，千祈千祈，絕對唔好犯罪。真係千祈千祈，你唔好再走錯路。Không phải không thể phạm sai lầm, nhưng hãy cố chờ đến năm 25 tuổi. Vì sao ư? Vì sẽ được giam ở nhà tù dành cho những người trưởng thành. Nếu so sánh thì là thiên đường ở đấy. Ở trong đó, ngoại trừ hít thở, tất cả mọi chuyện đều phải xin phép. Trại cải tạo ở Hồng Kông bây giờ chỉ áp dụng với phạm nhân nam từ 14 đến 25. Tôi nói cho bạn biết, chuyện ở bên trong đó là để lỡ như bạn phạm tội, bị xử vào trong đó thì bạn cũng biết luật sẽ đi sai đường. Nhưng nếu phạm sai lầm thì phải chấp nhận hiện thực. Hơn nữa, phải chuẩn bị tâm lý. Thật sự là rất kinh. Tôi nói kinh, có thể mọi người sẽ không hiểu. Thật ra, kinh chính là cực kỳ khổ cực. Tóm lại, chính là khổ không thể tả. Phương pháp của họ là làm nhục bạn. Làm nhục chính là nói lời lẽ thô tục, quát mắng, vân vân. Đối với một cá nhân như tôi mà nói, tôi cho rằng việc làm nhục sẽ gây tổn thương sâu sắc hơn. Vì sao ư? Đối với xử phạt thể lực, hậu quả xấu nhất là bị đánh đập, bị thương, nhưng rồi sẽ khỏi. Như thế sẽ không để lại hậu quả sâu sắc. Còn làm nhục, tôi mắng bạn, mắng bố mẹ bạn, thậm chí là những lời khiến người ta không thể chịu đựng nổi, chắc chắn bạn sẽ ghi nhớ cả đời.